À rồi, Huy Cường Audio xin kính chào tất cả các bác. À, ngày hôm nay thì bên em về được những cái dòng sản phẩm cao cấp từ dây loa này, dây nguồn, hai cái dòng sản phẩm cực kỳ cao cấp. Đó chính là dòng dây nguồn XLO Plus, dây loa đây. Cái màu xanh này thì nó chính là một cặp dây loa cạc đắt clear này. Cặp này hàng chính hãng, hàng zin 100%. Đấy. Bên trên kia thì nó chính là một cặp dây loa Furutech Lalo Plus, Lalo Plus. Còn cặp bên này thì nó sẽ là một cặp dây loa Grifone VIP. À, bây giờ em sẽ quay cho tất cả các bác chi tiết từng sản phẩm một để các bác cùng tham khảo và lựa chọn nha. Đó. Đây, trước tiên thì hôm nay em về được em sẽ quay các bác xem về cái dây nguồn của nó nha. Đây, trước mặt tất cả các bác đây thì nó là một sợi dây nguồn XLO hàng chính hãng, nguyên zin và hàng lướt bên em về nha. Còn rất là đẹp. Đó. Thì bây giờ em sẽ quay chi tiết từng sản phẩm một cho tất cả các bác cùng tham khảo nha. Đây. Trước tiên thì đây các bác có thể tham khảo đây. Đó. Thì trên tay em đang cầm đây chính là một sợi dây nguồn XLO này. Đây các bác nhìn là nó là dòng dây nguồn XLO Plus này. Các bác nhìn là đầu rắc của nó thì thằng này thân dây của nó rất là to nha. Lõi dây của thằng này là lõi 8.0 ni. Thân dây và đầu rắc nó đúc liền với lại dây như thế này. Đấy, nó đúc liền với dây. Các bác nhìn chưa? Đấy, và mặt đằng sau này thì nó sẽ gồm các bác nhìn chưa? Đấy, mặt đằng sau là các bác có thể nhìn thấy này. Đó, đây có nhìn là XLO này. Đó, hàng của US này, các bác nhìn chưa? Mặt đằng sau này của nó sẽ là thông số kỹ thuật của dây nha. Đấy, các bác nhìn chưa? Đấy, thân dây của nó này, đấy, các bác nhìn là nó đúc liền với đầu rắc này hết 100%. Đó, dây cực kỳ là chất lượng. Và cái dòng này thì nó gọi là cực kỳ là hiếm này đây. Đấy, mặc dù thì hàng nó đã qua sử dụng ở bên nước ngoài rồi nhưng mà bên em về thì thực ra thì cái dòng này em về có hộp. Chắc chắn đợt sau thì về thì nó có hộp thôi nhưng mà giá nó sẽ cao hơn. Thì em nghĩ nó cũng khá là khó bán so với thằng không hộp. Thì ví dụ như một sợi dây nguồn mà nó không có hộp như này. Đấy, một sợi thì bên em đang bán các bác mức giá là 13.500.000 một sợi nha. Nhưng mà nếu mà khi các bác về một hàng mà có hộp thì giá nó bây giờ còn gần 20 triệu đó. Thì chắc chắn thì cũng sẽ về cố gắng về được cái hàng có hộp cho tất cả các bác luôn. Đấy, nhưng mà giá nó cao thì em nghĩ là nó sẽ khó bán hơn. Đấy, còn đây là những cái hàng nó hàng xài lướt ở bên nước ngoài. Đấy, nguyên bản nguyên zin chính hãng 100% nha. Em về được 5 sợi cho các bác chơi. Đấy, dây nguồn XLO, lõi của thằng này của nó cấu tạo là 8.0 ni. Đó, thì em nhớ là có một đợt là ngày xưa là em đã từng cắt cái sợi dây này ra rồi. Bởi vì có một bác khách thì như bác ấy nhờ bác muốn lên đầu rắc thì em có nhớ là có cắt ra rồi. Thì như em đã sâu cái lõi dây ra cho các bác xem rồi đó. Lõi nó rất là khủng nha, 8.0, lõi vừa bạc vừa đồng, kết hợp đó có 3 lớp chống nhiễu và có 2 lớp cách nhiệt. Đó, đây là một trong những dòng dây nguồn gọi là khủng nhất nha mà em từng thấy. Dây nguồn XLO Plus, đấy, giá một sợi dài 2 mét như thế này là 13.500.000 cho một sợi. Bác nào quan tâm thì alo em nha. Đấy, quan tâm thì alo em. Đó, này về 5 sợi đó. Rồi, kế đến thì đây, em sẽ lên cho các bác về cái cặp dây loa của cạc đắt. Cái dòng này thì đây là một cặp dây loa cạc đắt clear Lightning Speaker. Cái dòng này thì hiện tại là bên em về được hai cặp dây loa. Đấy, hàng nguyên bản là mỗi vế thì đều dài 25 mét. Có rất là nhiều bác thắc mắc em và ngày xưa em cũng có về được cặp dây loa này rồi mà giá đợt đó thì nó khá là cao. Đấy, nó khá là cao so với bây giờ. Đợt đó em về cặp này giá nó loanh quanh đâu đấy là khoảng 19-20 triệu cơ. Đấy, các bác nhìn này. Thì đây chính một cặp dây loa cạc đắt clear. Dây nguyên bản, đầu rắc nguyên bản như thế này nha. Đấy, đầu rắc 100% là đầu rắc nguyên zin của hãng như thế này. Đấy, các bác nhìn nha. Đấy, nó sử dụng là 8 đầu bắp chuối. Thân dây của thằng này thì thực ra nó sử dụng nó không có phải là gọi là quá là to đâu. Đấy, các bác nhìn nha. Cái thân dây của nó không phải là quá là to. Các bác nhìn là bên trong của nó thì nó đều bắn keo rất là tỉ mỉ như thế này nha. Đấy, bên trong của hãng rất là đẹp luôn. Đấy, các bác nhìn nha. Đấy, những cái ký hiệu bác làm mà chơi âm thanh lâu năm thì đều biết cái ký hiệu của nó đây đó chính là cái ký hiệu của cạc đát rồi. Đấy, cặp này thì em đang giao lưu với cả các bác cũng như một mức giá là 16 triệu cho một cặp dây loa cạc đát. Đó, 16 triệu một cặp như này nha, mỗi vế 2 là 15 mét. Thì riêng những cái dòng dây loa cạc đát như này thì ở Việt Nam mình nó không có quá là nhiều bởi vì cái giá thành của nó rất là cao, giá thành nó cực kỳ là cao nha. Đấy, nhưng mà cái chất âm của những cái dòng dây loa cạc đát này nó mang lại nó cực kỳ là hiệu quả và cái chất âm trung âm, trường âm, tiếng bass sâu lắng mềm mại, chép bay bổng sáng, nó có độ trong,
các bác nghe tiếng ca sĩ nó bay bổng, nó không hề bị vỡ tiếng hay đục tiếng nha, cực kỳ là hay. Đấy, với một mức giá là 16 triệu một cặp dê loa cạc đắt, hàng nguyên bản chính hãng về, đấy, các bác thể thấy được. Em sẽ quay các bác xem đây. Các bác lõng này thì thực ra lõng trên thân dây này đây, các bác nhìn này, cạc đắt và lia lai linh này, đấy, hàng made in USA nha. Dòng này thì ngày trước em về là càng cua thì là khá là kén người chơi. Đấy, bây giờ thôi thì về những cái bộ bắp chuối như này nó là thông dụng, bác là chơi được thì cứ alo em nhá, dây nguyên bản nguyên zin bên em về. Đấy. Rồi, kế đến thì sáng nay thì cũng về thêm được cặp dây loa Furutech Lalu và Lút này. Sáng nay thì em mới về thêm được cái cặp này, nó chính là dòng dây đây, các bác nhìn thấy chưa? Đây là chính là một cặp dây loa Furutech Lalu và Lút. Dây này thì mỗi vế của nó thì nó đều có chiều dài là 2,5 mét nha. Mỗi vế thì đều có chiều dài là 2,5 mét. Sử dụng là một đầu bắp chuối và một đầu càng cua. Đây, các bác có thể tham khảo được. Riêng cái thằng tại sao mà hãng người ta gọi là Lalu Plus thì các bác phải hiểu là tất cả các đầu rắc của nó thì của thằng này nha. Đầu rắc của nó thì nó đều sử dụng là công nghệ mạ carbon Lalu. Các bác nhìn ra, một đầu của nó sẽ sử dụng là một đầu bắp chuối và một đầu thì nó sẽ sử dụng là đầu càng cua như thế này. Hàng nguyên bản nguyên zin bên em về đây, các bác nhìn nhá, quá đẹp luôn. Thì đây nó chính là cục lọc nhiễu hai chiều của nó nha. Đây các bác nhìn nhá. Đây chính là cục lọc nhiễu hai chiều của dòng dây loa Lalu Plus. Dây này thì bác nào mà đang muốn tiếng bát ấm, trung âm nó mềm mại, nó có độ chi tiết, tiếng mà nó nghe nó gọn gàng ở cái phần đuôi thì các bác chơi cái dòng này. Và một cặp dây loa như thế này thì nếu mà bác nào mà mua hàng mới, kể cả là hàng mà có hộp đi chăng nữa, thì giá nó cũng phải dao động, nó rơi một chừng 48 đến 52 triệu nha. Nhưng mà bên em thì mặc dù nó không có hộp, nhưng với một cái mức giá và một cái mức độ dây của nó cực kỳ đẹp như thế này, thì nó chỉ loanh quanh cho các bác nó mức giá là 34 triệu nha, 34 triệu một cặp dây loa Lalu Plus như thế này. Đấy, các bác nhìn này, nó không có một vết xước đâu. Đây, đấy, cục chia dây này, đầu rắc của nó này, đấy, các bác nhìn nhá, đầu rắc rồi, cục lọc nhiễu của nó này. Tất cả mọi thứ đều rất là đẹp, đều rất là chỉn chu nha. Đấy, thân dây của nó đây. Đấy, một cặp dây loa quá khủng luôn. Giá của cặp này thì em báo các bác rồi, 34 triệu. Bác là quan tâm thì có thể alo cho em nhá. Hàng nguyên bản. Cái này thì em có cả AV nha. Em còn một cặp AV với một cặp sợi dây nguồn. Đấy, nhưng mà thôi thì tại vì đấy là lần trước em về rồi. Đấy, còn lần này em về thì em quay riêng các bác sau. Đấy. Rồi, cái đến thì em quay các bác về đây. Đây nó chính là một cặp dây loa Garifone, đấy, VIP. Cặp này cũng có chiều dài là 2,5 mét và sử dụng là hàng nguyên bản là đều là của hãng nha. Đấy, đấy các bác nhìn ra. Đấy, thân dây đây, thì em sẽ quay các bác về cái thân dây trước nha. Đây, nhà các bác nhìn ra. Đường kính dây của thằng này nó rơi dao động 22mm đường kính dây nha. Đó, sử dụng của nó này, đây các bác nhìn ra. Đó, đường kính của nó này cực kỳ khủng đây, các bác nhìn ra. Nó là dòng dây loa Garifone này, các bác nhìn nè. Em quay các bác xem. Đấy, nó là dòng dây loa Garifone Audio Destroy. Đấy, nó là dòng VIP series nha. Đầu lõi dây của thằng này là lõi 6.0 ly và đều sử dụng là những bộ đầu rắc đây. Đều sử dụng là những bộ đầu rắc càng cua của Furutech như này. Có khá là nhiều bác hỏi em là ủa sao lại hãng của Garifone này sử dụng những cái bộ đầu rắc càng cua của Furutech. Thì cái này thì nó khá là bình thường thôi, bởi vì rất là nhiều hãng, riêng cái thằng Furutech nha, cái dây loa của nó và cái rắc của nó thì cực kỳ là nhiều hãng. Đấy, kể cả là lọt đót nha, cái những sợi dây nguồn nó giá nó vài trăm triệu nhưng mà nó vẫn sử dụng là những bộ đầu rắc nguồn của Furutech, hay là những cái thằng Garifone, Kimber. Đấy, nó đều sử dụng là những bộ đầu rắc của Furutech, tại vì cái chất liệu rắc của cái hãng Furutech như này, đấy, nó cực kỳ là nổi tiếng và cái chất lượng của nó mang lại nó rất là hiệu quả nha các bác. Đấy, thì cái cặp dây loa này thì em về đây nó còn rất là đẹp đây, các bác nhìn nè. Đấy, dây còn rất là đẹp. Các bác nhìn này, càng cua của nó này. Đấy, lõi dây của nó đây, các bác nhìn nè. Đó, cục lọc nhiễu hai chiều này. Đấy, cặp này thì giá em bán công ra khai cho các bác là giá là 36 triệu cặp dây loa Garifone như này nha. Đấy, mỗi vế 2,5 mét. Bác nào đang đánh BV kép tàn loi. Đấy, những dòng loa Tech Focal các bác lên tham khảo cho em về cặp dây loa như này, cực kỳ là hay nha. Đó. Rồi, thì ngày hôm nay thì em về được sáng, buổi sáng hôm nay thì em về được những cái dòng sản phẩm như này thì cũng tranh thủ lên clip giới thiệu đến cho tất cả các bác. Các bác nào đang có nhu cầu cứ alo cho em Huy Cường Audio nhé. Rồi,
Sau cùng em xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video kế tiếp ạ.